Xin mến chào cô chú chị, chào mừng cô chú chị đã quay trở lại với kênh Bảo Đảm Bất Sản. Em là Điền đây. Lúc trước thì em Điền cũng có nhận được thông tin là cô chú chị gọi em Điền thì hỏi cái đất mà khoảng vài trăm triệu ha, ở xã Bông Trang. Thì đây, sẵn hôm nay em Điền quay giới thiệu tới cô chú chị một bất sản nằm trên trục đường nhựa này ha, khu dân cư xung quanh rất là đông và ra quốc lộ 5 rất là gần ha. Nói chung là ô này kiểu là như ô bàn cờ, là ô này là ô 1 luôn anh chị, đường song song với lại quốc lộ 55 ngoài này ha. Đi ra khoảng đi đường này nè, đó, có đường chạy ra này, đó. Ra khoảng vài chục mét thôi là ra tới quốc lộ 5 rồi ha. Thì quốc lộ 5 cô chú chị cũng đã biết đó ha. Quốc lộ 5 đó mình đi được đi rẽ trái mình đi được thị trấn Phước Bựu cũng như là trung tâm huyện khoảng đâu đó là 5 cây số. Đó. Mình đi được thành phố Hồ Chí Minh luôn ha. Đó, đi đường này luôn ha. Còn đi ra quốc lộ 5 thì đi hướng ngược lại đó, mình sẽ đi Biển Minh Châu nè, đi qua được Bình Thuận luôn anh chị ha. Nói chung là tuyến đường quốc lộ 5 là liên tỉnh ha. Đó. Và cái đường này cũng vậy anh chị nha. Nói chung là đường này song song thì cô chú chị cũng cũng có thể là hình dung được ha. Nói chung là nó móc mối lại với lại đường quốc lộ 5 và đường khu dân cư này kia đó. Nói chung là ngã ba ngã tư rất là nhiều. Đó. Rồi. Trước khi vào cái bông sản thì em Điền nói sơ qua ha. Hiện tại thì đang có mặt ở tại xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu anh chị. Khu vực em đi đang đứng này thì cũng là tương đối rất là gần trung tâm xã ha, nằm gần như là ngay trung tâm xã luôn rồi. Ra đây chút xíu này, ủy ban xã Bông Trang này, trường học các cấp này, chợ này và giáo xứ ha, vân vân. Nói chung là tiện ích tiện nghi của xã này thì đầy đủ ở đây luôn ha. Đó. Mặt tiền đường nhựa rất là rộng, ô tô né nhau thoải mái nè. Đó. Rồi anh chị ha, đây bất động sản mình, đây anh chị. Bất động sản mình đang có diện tích là ngang là 12 mét ha. 12 mét. Và sâu vào trong là 24 mét ha. Bất động sản mình thì cũng không được gọi là vuông vức cho lắm, hậu mình khoảng là còn hơn 5 mét thôi, 5 mét 7 ha. Tổng diện tích bất động sản mình là hơn 200 mét vuông, chính xác là 207 mét vuông anh chị ha. Thì có sẵn là 80 thổ cư. Nói chung là chiều sâu thì cũng không quá sâu và cũng không quá là ngắn. Khu vực này thì khoảng hai mấy 30 là khoảng trung bình anh chị ha. Đó. Đất thì nó hơi thấp so với đường một chút xíu thôi, nhưng mà không sao anh chị ha. Hơi chút xíu thôi chứ không có nhiều lắm, không đáng kể. Đó. Thì bất động sản mình thì đang rao bán cho chủ, mình đang rao bán là 750 triệu cho tổng bất động sản mình ha. Nói chung là bất động sản mình thì đất trống thì cũng không có gì để nói nhiều. Đó. Chủ yếu là mình quay cảnh quan xung quanh này kia để cho cô chú chị nhìn thôi ha. Đó. Có thể dễ hình dung. Đó. Nói chung là cái giá bán thì nó rất là nhỏ tiền anh chị. Đó, rất thích hợp cho cô chú chị nào mà quan tâm tới bất động sản mà dưới 1 tỷ đầu tư hoặc là làm nhà ở này kia, làm nhà nghỉ dưỡng ha. Và gần đây nữa mình có một cung đường ha, phóng xuống thẳng xuống bãi biển Bông Trang luôn. Đó là ngay gặp ngay quốc lộ 55 mà giao với lại cái tuyến đường mà Bình Ba Đá Bạc đó anh chị ha, đi Bình Ba Đá Bạc đó. Đó. Nó phóng thẳng xuống đây. Nói chung là bất động sản mình tương lai sẽ rất là gần cái biển bãi tắm Bông Trang ha. Thì bãi tắm đó là bãi tắm công cộng, thì mình xuống khoảng 5 cây số thôi à. Đó. Còn ra đây chút xíu là có cái công viên công cộng xã Bông Trang mình ha. Nói chung là huyện Xuyên Mộc mình thì cải tiến về cái giao thông, về cái công viên này kia rất là nhiều. Dường như là huyện Xuyên Mộc mình xã nào cũng có cái công viên công cộng anh chị ha. Cũng mới làm gần đây thôi ha, mới làm xong gần đây thôi. Đặc biệt nữa bất động sản mình thì gần cái rừng nguyên sinh anh chị. À, phía sau này thì nói chung là lui phía sau đất mình là cái rừng nguyên sinh rất là bự ha. Rừng nguyên sinh này là rừng lớn nhất ở cái huyện Xuyên Mộc này ha. Nói chung là khí hậu Xuyên Mộc cũng nhờ cái rừng này. Đó, rừng này có tên là Phước Bựu Bình Châu anh chị nha. Đó, kéo dài từ đầu huyện tới cuối huyện đó, phía sau anh chị đó. Đó, đâm ra là cái khí hậu ở đây rất là mát luôn ha. Bất động sản mình thì nằm đằng trước cái rừng của mình ha, rừng mình nằm đằng sau đất này nè. Em liền bay lấy cam đây là câu chú anh chị có thể thấy thấy rõ luôn ha. Đó. Từ Sài Gòn mà cô chú chị di chuyển về đây thì mất khoảng đâu đó 2 tiếng đồng hồ thôi. Và gần chuẩn bị tới đây có một cái cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu nữa, về đây cô chú chị có thể về đây gần hơn nữa anh chị ha. Cái việc di chuyển rất là gần luôn, giao thông thuận tiện. Có thể cuối tuần mình về đây, cuối tuần mà công việc mình rảnh đó, thì mình có thể chạy về đây cái ù luôn ha, vừa nghỉ dưỡng vừa thăm đất vừa mình đầu tư, hoặc là mình đầu tư không nói rồi, nhưng mà mình làm nhà ở thì về đây khoảng hơn tiếng đồng hồ có nhà để ở, về nghỉ dưỡng rồi đi tắm biển ha. Đó, rất là tuyệt vời luôn anh chị ha.
Rồi cô chú chị nào mà quan tâm đến bất động sản này thì liên hệ em Điền nha. Em Điền sẽ dẫn cô chú chị đi xem thực tế bất động sản này ha. Tất nhiên là giá này sẽ có thương lượng đó. Cô chú chị nào mà quan tâm thiện chí nữa thì có thể gặp trực tiếp chủ để thương lượng ha. Rồi em Điền cũng xin được dừng video clip tại đây. Em cũng xin mến chào và hẹn gặp lại cô chú chị những video clip lần sau của em Điền. Xin chào và hẹn gặp lại.